Xin clip nhớ like và subscribe ủng hộ cho những sự phối cho quý vị nha. Và đặc biệt mọi người ơi, nhớ ai ghé ăn cái viên chiên của bộ Nhi nhóc cái gì đấy. Mãi Không, tới mày là tao đứng rồi. Đứng vững lại rồi, không có té nữa. Not my goal. I'm khéo. Trời đất ơi. Hồi sáng ai đồ nó xăm bít người. Mở hàng tiếng rồi giờ uống thuốc. Hồi là chiều quên uống thuốc. Đảo ơi. Thôi tôi đâu quan tâm đâu, bà đang không kể bà. Bà có cái gu tôi đâu. Kính mà. Nó không phải là kính. Kính. Mà nó không nó. Kính. Không phải. Thẳng má. Thẳng mày rồi, cùi mày ra dạch cụ đẳng cho ta coi coi. Thẳng rồi mong bịch cái mía. Ồ điểm chết. Xu cắt bao quy đầu chưa? Trời ơi. Mày cắt bao quy đầu chưa? Bảo đảm mày chưa cắt. Mày mâm lo. Bảo ơi. Quẩn mấy đời. Kêu con hô Tiểu Vi giùm đi. Con hô Tiểu Vi hả? 12 giờ rồi mọi người. Con bự con quá là vui của tôi. Đây tôi bự rồi. Tôi phải lấy con trai bự con nữa. Nè trời ông Nhật, anh Nhật anh bự quá. Không mập, ông mập, ông bị mập. Tao đang nói đồ con khác. Đồ con nè chị, đồ. Ốp nè được không? Em không ăn xí quách. Và nói thật sự mọi người, gu của các thi làm phải body 6 muối. Đây hả? Gu đây hả? Gu của các thi là bảy sọ mọi người. Ừ. Gu của các thi là bảy sọ nha mọi người nha. Các thi thích gu mà đàn ông mà đi mà nhẹn nhẹn cuối gì nè mọi người. Thôi mấy bye mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe, năm mới làm ăn tấn tài tấn lộc tấn bình an. Chúc toàn thể mọi người luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe nè và niềm vui để mọi người ủng hộ dùm cho Lưu Tương Nam hàng ngày nha mọi người nha. Nhớ hàng ngày luôn từ đây đến cuối năm, tại vì hợp đồng ở đây thì Lưu Tương Hương Nam diễn đầm sân quen hợp đồng gần 10 năm, cho nên mọi người cứ đến 10 năm đi, có thể 10 năm sau là Hương Nam sẽ hợp đồng tiếp đến hàng trăm năm sau nha. Khi nào hết hợp đồng các mọi người sẽ được cập nhật trên trang thông tin gánh hát Lưu Tương Hương Nam. Bye bye mọi người. Rồi, chào cả nhà nha. Hiện tại thì đoàn Hương Nam tất cả đã vào bên trong, phía bên trong hậu trường để thay đồ rồi cả nhà. Bây giờ thì trên sân khấu sẽ quay cái khung cảnh của sân khấu cho cả nhà mình xem. Đó, mọi người thấy đó. Thì bây giờ cũng qua 12 giờ đêm rồi. Tại sân khấu Hương Nam thì bây giờ đang bắt đầu dọn dẹp rồi nha mọi người. Nè. Rồi, hôm nay thì cũng đã là
bước sang mùng năm Tết rồi cả nhà. Qua 12 giờ đêm thì cũng đã sang mùng năm Tết. Các anh chị cô chúc cả nhà có một năm mới thật là vui vẻ nha cả nhà. Mình xem video đến đây thì đừng quên bấm cho các anh chị cô một like cũng như là một đăng ký kênh. Mình bấm vào cái chuông để có thể nhận được những thông báo khi các anh chị cô đăng những video mới. Đó, cái không gian 12 giờ đêm tại phố đi bộ Đầm Sen Que đó thì cả nhà thấy thì vừa tan ra thì còn rất là nhộn nhịp, nhưng mà sau khoảng chừng 15 phút nữa thì cái khu vực này nó sẽ rất là vắng xe nha cả nhà. Đó, trên cái đoạn đường này thường là nhà dân người ta sẽ ngủ sớm. Chỉ có riêng cái khu vực Đầm Sen Que là nó nằm ở ngay giáp phía sau của Đầm Sen đó cả nhà. Đó thì nó khá là nhộn nhịp tại cái khu vực này. Đây. Đó. Đó, có số điện thoại của ban quản lý Đầm Sen Que đó, nếu như mà cả nhà mà có thắc mắc về những cái như là bàn ghế này kia hay là những cái gì mà cả nhà cần hỏi thì có thể liên hệ tại Đầm Sen Que nha cả nhà. Đó, khung cảnh rất là nhộn nhịp vào buổi tối hôm nay. Còn bây giờ thì chị em sĩ cố xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Đó, đây là trên đường chị em sĩ cố đi ra lấy xe nè cả nhà. Đó, ngay phía trước cả nhà đó là bãi xe đó. Đi thẳng xíu là tới rồi. Thôi bye bye và chào tạm biệt cả nhà nha.